Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Ngày hôm nay thì em về cho mọi người một cái lô quần thể thao rất là đẹp nha. Chúng ta chỉ có những cái thương hiệu như là Nike và Adidas, Under Armour, những cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng nha mọi người. Và tất cả những cái thông tin thông số của sản phẩm bên em vẫn sẽ đo đạc một cách cực kỳ chính xác và chi tiết nha. Ví dụ chúng ta sẽ có gồm vòng eo của quần này, chiều dài của quần này và độ rộng của ống. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ có mức giá bán đồng giá là chỉ có 260.000 cho một sản phẩm. Với mức giá 260.000 mọi người vẫn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và miễn ship cho mọi người toàn quốc luôn nha. Và số điện thoại đặt hàng em sẽ ghi bên phía phải góc màn hình đây. Mọi người có thể kết bạn Zalo này, gọi điện hoặc nhắn tin. Nhưng mà cái hình thức để chốt đơn nó một cách dễ dàng nhất thì mọi người nên kết bạn Zalo với em nha. Bởi vì mình sẽ mua bán với nhau trong một khoảng thời gian rất là dài, tiện cho bên em chăm sóc khách hàng nữa. Thì mọi người hãy nên kết bạn Zalo để thuận tiện cho cái công việc chốt đơn hơn nha mọi người. Và bên em cũng sẽ ưu tiên chốt đơn trên Zalo hơn. Mọi người lưu ý giúp em nha. Và với những khách hàng mới lần đầu tiên mua sản phẩm bên em thì vui lòng cọc giúp em nha. Mua từ 2 sản phẩm trở lên bên em sẽ thu cọc nha. Rồi em vào sản phẩm đầu tiên cho mọi người đây. Với những cái sản phẩm quần thể thao nỉ và chất thun thể thao như thế này, mọi người có thể mình mặc ở nhà trong cái thời tiết mùa đông, nó sẽ rất là đẹp, bởi vì những cái chất liệu thun thể thao của những cái thương hiệu này thực sự là rất đẳng cấp ạ. Và cái giá bán như thế này thì bên em đã cân nhắc rất là nhiều rồi, một cái giá bán không thể tốt hơn nha mọi người. Một cái quần chính hãng như thế này mọi người mua mới thì nó phải tiền triệu, nhưng ở kênh của em chỉ có hơn 200.000 thôi ạ. Vào sản phẩm đầu tiên, em có một dòng sản phẩm chất Clima Warm. Có nghĩa là cái chất này nó siêu ấm của thằng Adidas nha mọi người. Logo của Adidas nó được thêu rất là đẹp ở đây ạ. Tem mạc chính hãng đầy đủ nha. Tất cả sản phẩm bên em đều đầy đủ thông tin, thông số và tem mạc của nó. Tem mạc của nhà sản xuất, mã cốt, tất cả mọi thứ nó đầy đủ nha mọi người. Mọi người về có thể tự check cốt là nó sẽ ra cái giá trị thật của một con quần như thế này. Thường giá trung bình một chiếc quần như thế này, nếu mọi người mua mới tại những cái shop Adidas hoặc Nike thì nó bán phải từ 1,5 triệu đến 1,8 triệu đổ lại cho một sản phẩm. Có những cái sản phẩm ở đây thậm chí nó bán trên 2 triệu nha. Bởi vì có những cái dòng nó rất là cao cấp. Rồi bắt đầu bằng mã T1 nha. T1 thì em có vòng bụng là từ 85 cho tới 90 thì nó tương ứng với size L nha. Mã T1 con này dài ống là 100 này, gấu quần là 20. Em sẽ đo cái gấu dưới này nha. Cái ống dưới này là cái ống thông số của cái ống quần này. 20, con này à. Hầu hết tất cả sản phẩm ngày hôm nay đều là ống suông nha, ống suông nha. Một con Adidas chất rất là ấm nha. 260.000 thôi ạ, vẫn được bao ship kiểm tra hàng thoải mái cho em. Mã T1. T2 em có một con Adidas, con này chất thun thể thao với màu đen đỏ rất là đơn giản thôi. Mấy con này mọi người mặc mình chơi thể dục thể thao cũng được, mặc ở nhà cũng được, thậm chí là mặc đi ngủ nha. Nó sẽ rất là thoải mái. Chất thun thể thao rất đẹp mọi người. Mã T2 thì con này bụng từ 75 cho tới 80 thì nó tầm size M chứ em. Bụng 75 cho tới 80, dài ống 100, gấu quần là 21. Chun quần tất cả mọi thứ đâu nó còn nguyên đây. Cái thông số chính xác của nó khi mà chưa kéo giãn ra là 75. Còn kéo giãn ra hết cỡ là tầm 80 nha mọi người. Mọi người lưu ý giúp em. Có đây tầm size M, mã T2 này, Adidas chính hãng này. T3 vẫn là một con Adidas tem thêu này. Con này thì bụng 90 cho tới 100 thì nó tầm size XL này. Bụng 90 cho tới 100, form ống suông nha. Logo thêu màu đỏ đen rất là thể thao luôn. Bụng 90 cho tới 100, dài ống 102, gấu quần là 24. Tiếp theo mã T4, em có bụng 80 cho tới 90, dài ống 110 và gấu quần là 26, cũng là form ống suông, chất thun thể thao, Adidas tem thêu nha. Tem cốt của nó đầy đủ, con này tem đen, cốt của nó ở đây luôn. Hàng chính hãng, tất cả đều là hàng chính hãng và đã được kiểm tra rất là kỹ càng trước khi gửi tới tay mọi người rồi nha. Mọi người cứ yên tâm và đặt hàng ạ. Mã T4, con này độ mới cũng rất là cao luôn. Form ống suông nha. Tiếp theo này. Mã T5 bụng 90 cho tới 100, em có một con quần nỉ của thằng Under Armour. Một con quần nỉ của Under Armour này, cũng form ống suông luôn. Logo của Under Armour được thêu rất là đẹp ở đây. Ngày hôm nay thì em có hơn 30 sản phẩm thôi. Bởi vì một cái lô hàng quần thun thể thao như thế này nó rất là hiếm, không phải lúc nào cũng có đâu. 90 cho tới 100, dài 101, ống là 26, form ống suông. Một con Under Armour chính hãng cho em nha. Form ống suông này mọi người mặc thì nó sẽ rất là thoải mái và nó phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhiều lứa tuổi khác nhau, rất là dễ mặc ạ. T5 này. T6 thì em có một con Nike. Một con Nike thì con này tầm size S thôi nha. Con này tầm size S. Ngày hôm nay em có đủ size cho tất cả mọi người luôn. Con này bụng 75 cho tới 80 thì nó tầm size S. Dài là 91. Ống là 19 này. Một con Nike độ mới rất là cao luôn. Chất thun thể thao siêu mới cho mọi người đấy ạ. Và tất cả những cái sản phẩm này nó đều có túi ở hai bên nha. Chắc chắn rồi. Nó đều có túi ở hai bên ạ.
Mã T7 em có bụng 84 cho tới 90, một con Adidas. Rất là đẹp đây. Nó phối hai sọc trắng hai bên cho mọi người đây, logo thêu. Tem chính hãng của nó còn đầy đủ hết ạ. Tem là phải có mã code nhé, tem là phải có mã code hàng chuẩn nhé. Thun thể thao rất là đẹp luôn. Quần nỉ nha mọi người, chất thun thể thao. Một con Adidas độ mới rất là cao luôn. Mã 7, T7. Ngày hôm nay thì em cũng có tầm 3-4 con quần cho các chị nữ đấy ạ. 3-4 con quần, và tất nhiên là quần của nữ thì bên em sẽ bán rẻ thôi, 180.000 cho tới 150.000 cho một sản phẩm thôi. Tiếp theo này em có một con Adidas cũng tem thêu, thun thể thao, 3 sọc phối hai bên của Adidas, độ mới rất là cao luôn. Nó như một chiếc quần mới luôn nha mọi người. Con này thì cũng tầm size S thôi, con này tầm size S, tem chính hãng của nó đây nha. Rất là đẹp. Một cái sản phẩm gần như là còn nguyên vẹn luôn. Không có một vết chảy, vết xước nào đâu nha mọi người. Con này tầm size S thôi, size S nha mọi người. 70-80. Tiếp theo em có một con bụng 80 cho tới 86 này, tầm size M, một sản phẩm chính hãng của Adidas, một con quần của Adidas, tem code của nó còn đầy đủ này, độ mới rất là cao. Phối hai sọc của Adidas hai bên, ba sọc của Adidas hai bên, độ mới rất là cao nha. Tem chính hãng của Adidas ở đây này. Con này tầm size M giúp em. Khi mà trước khi mà mọi người quyết định mua một cái sản phẩm quần hay là áo online, mọi người mua online, mua qua điện thoại thì mọi người phải lưu ý giúp em nha. Mọi người phải biết chính xác một cái quần mình mặc thường nó bụng là chiều dài bụng của mình là bao nhiêu, dài quần là bao nhiêu, gấu quần mình mặc thường là bao nhiêu. Mọi người phải biết chính xác trước khi mọi người đặt hàng giúp em nha. Mã T10 này, bụng 70 cho tới 80, con này cũng tầm size S thôi, bụng 70 cho tới 80, dài 87-88, gấu quần là 20, quần ống suông rất là đẹp. Mấy con quần ống suông này nếu mọi người mình mặc, mình chơi thể dục thể thao, mình đeo bên dưới một đôi giày thể thao, thực sự nó rất là chất luôn ạ. Tiếp theo này em có một con Nike dòng Tri-Fit Big Logo ở đây, mã T11, con này bụng 70 cho tới 75, dài ống là 95, gấu quần là 22, con này cũng tầm size S thôi nha mọi người. Những cái sản phẩm này bên em sẽ không đánh sai ở trên thông số thông tin ở phía góc này đâu. Em chỉ có đánh chiều dài của quần này, độ rộng của eo này và độ rộng của ống quần thôi. Bởi vì size quần với những cái dòng thể thao như thế này nó đánh rất là linh tinh. Mỗi thương hiệu, mỗi sản phẩm nó sản xuất ở mỗi nước nó sẽ đánh một cái size khác nhau. Mọi người cứ chú ý vào cái thông số mà bên em đã đo đạc nha. Quên cái size của quần đi, nó không có quan trọng đâu ạ. Tiếp theo em có một con Adidas này, một con Adidas siêu mới luôn. Con này độ mới thì gần như nó hoàn hảo luôn ạ. Mới lắm ạ, chất thun thể thao rất là đẹp, logo của Adidas đây. Con này phối màu thì siêu đẳng cấp ạ. Con này T12. Mọi người nhìn cái phối này, phối nó rất là tươi luôn ạ. Này, độ mới rất là cao, logo của Adidas ở đây. Bụng con này là 70 cho tới 80, nó rơi vào tầm size M, mã T12. Dài ống là 100, gấu quần là 23. Đẹp lắm. Thật sự phải mất rất nhiều thời gian thì em mới về được một cái lô quần như thế này, chứ không phải là dễ đâu. Quần gió thì rất là dễ, quần gió thì nó rất là dễ, nhưng mà quần gió thì em không thích mặc quần gió đấy, bởi vì nó không mang lại cái cảm giác thoải mái nha. Cái chất gió mình mặc lên người thì khi mình chơi thể dục thể thao nó không có thoải mái đâu. Kể cả mình mặc ở nhà nó cũng không có thoải mái bằng những cái con chất lỉ với chất thun thể thao như thế này đâu. Tiếp theo em có một con Nike. Cũng rất là mới, rất là đẹp nha. Logo của Nike nó thêu rất là nét ở đây. Đây, tem chính hãng của Nike này. Đó. Con này bụng nó tầm 90 cho tới 100. Đấy, đây là cái lý do vì sao mà em bảo mọi người đừng quan tâm tới size nó đánh ở trên quần nha. Con này trên thông số nó để là size M, nhưng mà thực ra khi mình đo ra cái thông số chính xác của nó thì nó phải là size XL. Mã T13 này, bụng 90 cho tới 100 thì nó rơi vào tầm size XL nha. Bụng 90 cho tới 100, có nghĩa là 90 là cái quần để nguyên bản như thế này thì nó kích cỡ là 90. Và khi mọi người mặc vào, nó co giãn ra, maximum, tối đa là 100. Đó, bụng 90 cho tới 100, mã T13 này, con này dài 105, gấu là 25. T15, T13, con này T14 này, T14 bụng 90 cho tới 100, nó cũng tầm size L và size XL cho mọi người đây. Một con quần Adidas phối 3 sọc hai bên, rất là đẹp cho mọi người ạ. Logo Adidas được thêu nha, con này độ mới cũng rất là đẹp. Con này tầm size XL giúp em, bụng 90 cho tới 100, dài ống là 105, gấu quần là 26. Gấu quần là cái này nha mọi người. Miền Bắc em thì gọi cái đáy quần này là cái gấu quần, còn miền Nam với miền Trung thì không biết gọi là gì. Mã T15, bụng 70 cho tới 80, con này tầm size M, vẫn là một con Adidas thêu, phối 3 sọc trắng của Adidas hai bên như thế này, đẹp lắm ạ. Bụng 70 cho tới 80, mã T15, dài ống là 95, gấu quần là 26-27.
Tiếp theo T16 này, T16 em có một con Adidas cũng là tem thêu luôn, độ mới thì nó như một chiếc quần mới luôn, bởi vì cái chất cước này, cái cước mà để nó treo cái tem chính hãng của nó vẫn còn nguyên ở đây. Những cái con quần này chưa có người sử dụng đâu, bởi vì chẳng có ai sử dụng mà để cái dây cước ở đây cả nha mọi người. Tiếp theo này, mã T16 bụng 92 cho tới 100, bụng 92 cho tới 100, để nguyên thì nó 92 mà mình mặc vào nó co giãn tối đa là 100. Thì những anh nào mà eo tầm 90, 96, 97, 98, 99 là vẫn có thể lấy con này nhá. Bởi vì tất cả những quần này nó đều có dây rút ở đây. Đó, mọi người có thể kéo nó lại, không quan trọng đâu. Quần này thì rất là dễ mặc rồi. Nó không như áo, không như áo. Bởi vì quần nó có dây rút thì mọi người có thể điều chỉnh lên một chút, xuống một chút. Logo Adidas thêu rất là đẹp. Tem cốt chính hãng của nó đây nha. Rồi, con này mã T16. 260.000 một cái sản phẩm quần như thế này thì mọi người đừng đắn đo, nếu mọi người chậm là mọi người không mua được cái lô quần này đâu. T17 này bụng 80 cho tới 90, dài 102, ống là 24. Adidas chính hãng, tem thêu, phối hai sọc hai bên. Có rất là nhiều khách người ta đã nhắn cho em và bảo người ta tìm cho những cái sản phẩm quần như thế này và gửi riêng cho người ta, nhưng mà thực sự bên em sẽ phải từ chối nha mọi người. Bởi vì những cái lô như thế này bên em phải tìm hàng gần một tháng mới về được một cái lô gần 30 con. Thì em sẽ bán công khai trên đây để ai cũng có thể mua được nha, chứ bên em không có bán riêng, bán qua Zalo đâu. Mọi người thông cảm giúp em nha. Với những cái dòng áo hiệu, những cái con áo hiệu mà siêu cao cấp, ví dụ như là Burberry, thậm chí là những cái dòng như Gucci hay là Louis Vuitton, bên em có thể order và có thể tìm hàng cho mọi người được và bán riêng trên Zalo. Còn những cái sản phẩm nó ở cái mức độ tầm trung hay tầm cao một chút như mấy cái dòng thể thao như thế này, bên em sẽ bán công khai, bên em sẽ không có bán riêng qua Zalo hay là Facebook hay là tin nhắn đâu nha. Mọi người lưu ý giúp em ạ. Mã T18 bụng 80 cho tới 85, dài 102, ống là 25. Một con Adidas phối màu siêu thể thao luôn. Logo của nó thêu độ mới thì gần như là hoàn hảo luôn. Tất cả sản phẩm ngày hôm nay đều là quần ống suông nha, đều là quần ống suông hết. Bởi vì thường ống suông nó vẫn chuộng hơn là mấy con bo gấu. Thể thao, quần thể thao thì em vẫn thích mặc ống suông hơn là mấy cái con bo gấu ạ. Bo gấu nhìn nó không được hợp gu cho với em cho lắm. Tiếp theo mã T19 bụng 80 cho tới 85, dài ống là 103. Dài ống 103, gấu quần là 25. Một con Adidas chính hãng, logo thêu. Con này thì phối màu đen đơn giản thôi, nó có một cái logo Adidas thêu ở đây thôi. Tem cốt của nó chính hãng còn đầy đủ đây nha mọi người. 100% sản phẩm quần ngày hôm nay đều là quần chính hãng. Tiếp theo em có một con quần gió của thằng Adidas này, quần gió Adidas, con này bụng 80 cho tới 90, dài ống là 97. Gấu quần 24, con này quần gió nha mọi người. Quần gió ống suông của Adidas rất là đẹp, logo thêu. Chất gió của nó rất là cao cấp ạ. Mấy cái con này các anh mặc ở nhà cũng rất là đẹp rồi. Mặc đi chơi cũng được. T21 bụng 80 cho tới 90, dài ống 100, gấu quần là 20. Đây, logo Adidas thêu rất là đẹp đây. Con này cũng là quần gió nha. Lô này thì em có hai con quần gió thì không có nhiều đâu. Rất là đẹp, Adidas với hai sặc này. Đó. Quá đẹp. Về một cái lô quần rất là ưng, rất là nhiều người hỏi ngày hôm nay em mới lên được đấy ạ. Tiếp theo em có mã T22 bụng 90 cho tới 100, nó thì tầm size XL nha, tầm size XL. Logo Adidas được thêu ở đây, phối hai sọc hai bên rất là tinh tế. Đẹp chưa? Mấy con này mọi người phối đồ và người mặc thì nó rất là đẹp. Bụng 90 cho tới 100, mã T22, dài ống là 105, gấu quần là 23, độ rộng của ống là 23. Đẹp ạ. Tiếp theo mã T23 này, bụng 100 cho tới 110, bụng 100 cho tới 110, một con Adidas gió nha, con này chất gió rồi. Logo Adidas thêu, phối ba sọc của Adidas hai bên đây. Gió này sẽ là gió hai lớp nha mọi người, gió là gió hai lớp, lớp gió bên ngoài và cái lớp lưới ở bên trong. Chứ nếu mà gió một lớp thì bên em sẽ không bán lên mức giá này đâu, gió một lớp thì bên em bán chỉ có 180 thôi. Mọi người cứ yên tâm là cái chất quần sẽ rất là dày dặn nha. Tiếp theo em có một con Adidas thun thể thao này, logo thêu rất là đẹp, phối hai sọc truyền thống của Adidas hai bên. Mấy con quần basic như thế này, mấy con quần thiết kế và đơn giản như thế này thì rất là dễ mặc, chất của nó sẽ rất là đẹp. Con này logo Adidas thêu nha. T24 bụng 90 cho tới 100, dài ống là 95, gấu quần là 25, rất đẹp. Và tất cả những cái sản phẩm bên em, mọi người lưu ý giúp em là mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Với những khách hàng nào mà đã nhận bên em tối thiểu là một đơn hàng trở lên là bên em sẽ ship code và không cần cọc. Nói chung là những cái quyền lợi của khách hàng thì bên em đã cung cấp tất cả những cái gì bên em có thể dành cho mọi người rồi. Nên khi mọi người đã nhận hàng và đã thanh toán hàng thì đổi hàng là bên em sẽ không chấp nhận đổi hàng nha mọi người. Trừ khi những cái quần đó
nó có lỗi gì thì bên em sẽ đi cùng mọi người, vẫn sẽ giải quyết về cái chất lượng của sản phẩm này, về lỗi lầm của sản phẩm bên em vẫn sẽ giải quyết cho mọi người. Còn với những cái lô sản phẩm như thế này và bán với mức giá như thế này, khi mọi người đã nhận hàng bên em sẽ không nhận hoàn hàng. Thứ nhất về lý do sao ạ? Cái lý do mọi người không thích cái màu sắc bên em sẽ không chấp nhận này, mọi người không vừa kích cỡ bên em cũng sẽ không chấp nhận, bởi vì những cái sản phẩm này bên em đã dành ra rất là nhiều thời gian để đo đạc cho mọi người rồi, và thậm chí khi mọi người nhận hàng mọi người vẫn được kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán, đúng không? Về cái lý do người khác nhận hộ mọi người thì mọi người khi mà shipper gọi điện cho mọi người thì mọi người có thể bảo là bây giờ anh không có nhà, chiều em giao lại cho anh, điều đó không sao cả nha mọi người. Nên em rất là muốn khi mà mọi người đã xác định đặt hàng rồi thì chính mọi người phải là người nhận hàng và kiểm hàng nha mọi người. Đây em tiếp tục mã T25 bụng 80 cho tới 90, dài ống 105, gấu quần là 25, một con Adidas chính hãng, phối màu rất là không, con này Nike ạ. Con này là sản phẩm của Nike, tem Nike được thêu đây, phối màu rất là đẹp nhỉ. Con này em tính em để em mặc ấy, nhưng mà thôi, vợ em nó không cho mặc, nó bắt bán hết nha mọi người. Rồi tiếp theo này em có con size M này, bụng 80 cho tới 90, mã T25, một con Nike rất là đẹp nha mọi người. Rồi T26 này em có một con Adidas tem thêu, cũng là phối màu đen và ba sọc của Adidas hai bên, rất là đẹp nha mọi người. Con này bụng 90 cho tới 100, bụng 90 cho tới 100 ạ, mã T26 này, dài ống 107 và gấu quần là 24. Đây, tem chính hãng, tất cả mọi thứ nó còn nguyên vẹn nha mọi người. Độ mới rất là cao luôn. Nó có túi, tất cả sản phẩm này nó đều có túi. Mọi người cứ yên tâm. Tiếp theo này, T27 thì em có một con Adidas phối màu đỏ đen. Đó, nó cũng phối hai cái sọc hai bên truyền thống của Adidas như thế này thôi. Logo của nó là logo thêu nha mọi người. Adidas con này bục 80 cho tới 90, dài ống là 95. Gấu quần là 22. Đẹp, mấy cái con thể thao rất là đẹp. Tiếp theo này em có một con Nike, mã T28 ạ. Bụng 80 cho tới 90, con này thì bụng 80 cho tới 90, dài ống là 92. Gấu quần, ống quần là 24, một con Nike tem thêu, rất là đẹp nha. Chất của nó rất là xịn. Đây, ở gấu quần thì nó cũng có những cái zip như thế này. Đó, những cái zip như thế này để mọi người điều chỉnh cái độ rộng và độ hẹp của ống quần này. Rất là đẹp, rất là tiện ạ. Tiếp theo này, em lên cho mọi người một vài con quần nữ nha. Em về vài con quần nữ đây. Con này nam mặc cũng được, nhưng mà nó phối màu hồng này. Con này là quần nam đấy, nhưng mà nó phối màu hồng. Nữ mặc cũng được nha. Tem thêu Adidas tem thêu, bụng 80 cho tới 90. Mã T29, bụng 80 cho tới 90, dài ống là 100, gấu quần là 20, một con Adidas. Thực ra là em rất là thích màu hồng. Và em cũng có rất nhiều quần áo màu hồng nha mọi người. Màu sắc thì nó không quan trọng với giới tính nữa rồi. Miễn là nó đẹp, cái chất nó đẹp. Và mình mặc cảm giác mình thấy nó hợp, nó đẹp với mình là được. Màu sắc nó không quan trọng trong thời trang nữa rồi. Bụng 80 cho tới 90 này, mã T29. T30 thì em lên một con quần của nam, con này size S nha mọi người. Dòng dry fit, chất nó rất là đẹp. Chất nó rất là mịn này. Một con Nike bụng 70 cho tới 80. Mã T30 giúp em, mã T30 giúp em nha. 260.000 nha mọi người. Con này độ mới rất là cao, dòng dry fit. Một cái dòng rất là cao cấp của thằng Nike này. Chất nó rất là mịn luôn. Mấy cái con này mọi người mặc đi ngủ cho em thì nó cũng rất là thoải mái nha. Tiếp theo này em có con T31. T31 thì con này quần nữ rồi. Con này quần tập của nữ rồi. Quần của nữ thì bên em chỉ bán 150.000 thôi. Con này bụng 90 cho tới 100, dài là 92, ống quần là 20-22 này. Một con quần nữ, một con quần tập của nữ. Logo Adidas được thêu rất là đẹp đây. Và tem của nó là tem 7 màu. Đó. Hàng chính hãng, có dây rút đàng hoàng nha mọi người. Quần nữ thì em sẽ để riêng ra đây, 150.000 thôi. 32, tiếp tục em có một con quần nữ của Nike. Con này là dòng Nike Jordan nha mọi người. Dòng Nike Jordan đấy ạ. Con này bụng 75 cho tới 80. Mã T32, dài ống là 92, gấu quần là 20. 150.000 cho một sản phẩm Nike Jordan. Đây, logo của Jordan nó dập ở đây, rất là đẹp. 150.000 bao ship cho các chị luôn đấy ạ. Tiếp theo mã T23 này, em có một con Nike rất là đẹp này. Đây, một con Nike quần trắng của nữ đây. Mấy con này là các chị mua về mình mặc ở nhà, mình mặc đi tập cũng được. Đó, một cái quần như thế này thì mình mua mới nó cũng cả tiền triệu rồi, nó đâu có rẻ đâu. 150.000 cho mã cuối cùng. Con này size S của nữ ạ. Bụng 80 cho tới 85, dài 102, gấu quần là 20. Một con quần nữ Nike rất là đẹp đấy ạ. Logo màu đỏ nó thêu này. Rồi cuối cùng này, em có hai mã quần chính hãng của Adidas tặng nha. Em tặng hai cái mã này cho khách hàng nào mà có đơn và là người đặt hàng đầu tiên mà có nhu cầu nhận hai con quần này thì
liên hệ cho em nha, mỗi người lấy một con giúp em, bởi vì lô này em có hai con thôi. Tất nhiên quần tặng thì nó cái chất lượng của nó vẫn còn rất là tốt, nhưng mà con này hình như nó bị lên like rồi nên bên em không thể bán tới tay cho mọi người được, nên bên em sẽ loại ra và tặng cho mọi người, mình có thể mặc, mình mặc ở nhà cũng được chẳng sao cả. Độ mới của nó vẫn rất là ok, giá trị sử dụng của nó vẫn rất là cao nha mọi người. Mã quần tặng một con Adidas, con này bụng 90 cho tới 100, nó tầm size XL nha, logo Adidas thêu này, một con Adidas chính hãng nha mọi người. Mã tặng ạ, mã tặng hai, tặng hai thì em có một con Thun thể thao cũng của Adidas luôn, con này nó cũng bị lên like rồi nên không thể bán cho mọi người được. Mọi người mua về mọi người mặc đi tập, mặc ở nhà giúp em nha. Độ mới của nó thì rất là cao, rất là cao nha, logo Adidas được thêu ở đây ạ, tem chính hãng của Adidas đây, đầy đủ hết. Con này độ mới nó hoàn hảo luôn, nhưng mà không hiểu sao nó lại cắt cái quần mà phải lên like cái quần này để làm gì vậy. Đây, mã tặng hai cho mọi người ạ, giá trị sử dụng của nó vẫn còn rất là cao. Rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình nha. Và theo kế hoạch thì ngày mai bên em sẽ lên cho mọi người những mã, có thể là buổi trưa thì em sẽ lên một vài mã sản phẩm áo khoác hoặc là áo thun dài tay chính hãng, chỉ có Nike và Adidas. Còn buổi tối thì em sẽ lên những cái con áo thun polo chất cốt tông và chất thể thao, cũng Nike, Adidas và rất nhiều thương hiệu lớn nha mọi người. Rồi em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình ạ. Xin chào ạ.